Alo, kính chào quý vị đang đến tới kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Và ngày hôm nay thì đoàn của chúng em, tour của chúng em sẽ đưa quý vị, cái này là ngoài chương trình, không có nằm trong cái chương trình tour của Lào, mà cái này là riêng. Coi như bây giờ là chiều rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi trên du thuyền. Giá tiền là 300.000 tiền Việt Nam cho mỗi người. Và lên đây sẽ có dịch vụ, mỗi người sẽ được phát một lon bia và được hát karaoke và chạy dọc 2 tiếng đồng hồ dọc theo sông Mekong. Và bây giờ đoàn của chúng em sẽ lên tàu, lên du thuyền. Xin mời. Đó, thuyền đang chạy rồi. Đó, mình đi thuyền đó xuống à. Rồi. Come here. Đi. Rồi, đây dọc theo sông Mekong nha lão bố. Đó. Wow, những chiếc thuyền rời bến. Nữa, không biết kêu đường nào nữa. Hay là lên rồi. Lên đi. Có khi nào lên rồi không? Chưa. Rồi. Cái kiểu gì vậy? Lên đi. Cụ bà của tôi luôn luôn làm đoàn phải chờ đợi. Lên. Lên luôn. Rồi, thuyền nhổ neo. Wow. Wow. Xuống đây có bàn đồ mới cũng được chứ. Đó. Đây. Chúng ta ngồi đây đi. Đó đó đó, thấy cái chùa xuất hiện không? Đó đó. Năm ngày hôm nay rồi. Đó. Cái máy nhỏ nhưng mà cái máy giống y như kia. Đó, đó, đó. Đó là resort. Resort 5 sao giống như ở bên Vinh Sang vậy đó. Lên tàu, thời gian 2 tiếng đồng hồ đó các bạn hãy đi lang thang ở phố cổ nè, uống cà phê nè, bởi vì là cúng Phật, lễ Phật, hoàng cung thì đi rất là nhanh, mình chưa có kịp quay, chưa kịp review gì hết trơn. Sau đó đi ra đây, cái đi tàu này là không có nằm trong hành trình, đi tàu này là phải tốn một người 300.000, gia đình 4 người 1.2 lên đây ngồi nhức cái đầu, gió lắm, và chạy dọc dọc, thật ra chạy cái này một vòng chỉ khoảng 30 phút xuống là vừa. Ngồi 2 tiếng rất là nhức đầu, mà gia đình mình thì vốn là gia đình thích sự yên tĩnh và cà phê và thư giãn, hoặc là hồ bơi, hoặc là ngồi để tâm sự chứ không có thích náo nhiệt. Nếu như những cái bạn nào mà thích náo nhiệt, vui, hát hò, đồ này kia, giao lưu, nhảy nhót thì nên đi. Còn những gia đình mà dạng muốn nghỉ dưỡng và dành có thời gian riêng, tại vì cái tour mình đi theo tour liên tục, các bạn thấy đi rất là nhanh và tốc độ đi liên tục luôn. Tường quay review là chùa là quay không có kịp. Cho nên là đối với Tường 2 tiếng đồng hồ trên cái chuyến tàu vừa rồi là rất lãng phí và rất là mệt, phí sức. Tội nghiệp quay qua thấy mẹ Tường nằm ngáp lên ngáp xuống muốn ngủ luôn. Còn ba Tường thì hồi chịu không nổi, cả gia đình Tường phải xách ghế ra phía trước của tàu để ngồi cho nó thoáng hơn một chút xíu. Đẹp quá, và bắt đầu đèn đã lên rồi quý vị. Dọc theo phố cổ rồi quý vị, người ta buôn bán. Đây là địa điểm du lịch nha cả nhà nha. Đèn lên rồi, hey, chỗ check in nè. Sông Mekong rất đẹp và có những khách Tây ngồi nhâm nhi. Đó, hồi nãy mình không lên tàu, mình ngồi dọc dọc ở đây mình uống cà phê có phải sướng hơn không? Quá trời đẹp, chúng ta sẽ có rất nhiều hình ảnh, uống nước, hít thở không khí vui chơi của Lào. Đây, quá tuyệt vời. Oh, hai trái mít. Hai trái mít. À,
con summit nó ngồi vậy mà tường nhìn xa tường tưởng đâu người ta làm cái rọ để hứng nó. Tối nay lại ăn cơm Việt rồi quý vị ơi, cơm Việt restaurant phải đây không mà mình đi xuống nha mẹ. Sao đông vậy? Có cái bàn này là chắc cái bàn này của mình đây, nó đậu đây là chắc vô đây rồi, rồi còn bật nhạc hát nữa kìa trời ạ. Chữ taxi luôn nha quý vị, lên đi. Và bây giờ thì chúng em đi chợ đêm. Chợ đêm này mình đi tự túc nha quý vị. À, vào đây để mình xem chợ đêm là có cái gì vui. Wow, thấy là ăn uống rất là đẹp luôn. Ăn uống rất là nhiều nha cả nhà. À, hướng dẫn viên nó dặn là vô đây mà muốn hỏi gì mà mua giá bao nhiêu thì gọi là thao đẩy. Còn mà mắc quá thì là nước đáy bò, mà nó kêu là nước đáy bò. Nói vậy người ta cũng hiểu. Ê, mình băng qua đây chứ mình đi bên đây có gì à, vô qua hết cái bãi giữ xe này là tới bán đồ lưu niệm nè. Đi. Thấy mua không? 30.000 kiếp nè. Để rẻ quá trời, có 50.000 Việt Nam mình một cái khăn thôi quý vị. Đó, mua ủng hộ cho người Lào nè. Mua áo được rồi. Đây nè, mấy cái khăn quá đẹp luôn nè. Mua áo được rồi. Muốn mua gì mà mua? Áo Lào kìa. Em muốn mua áo gì? Đó, rẻ mà. Đơn giản ha. Mua đi. À, đây là những cái đồ lưu niệm của Tàu. Trời ơi, mấy con rắn nhìn thấy ghê không? Cái này là nửa đường đi ban đêm mà quăng con màu xanh nó vô là nhảy dựng thiệt chứ bộ. Lạ nè. Đấy đẹp ha. Mở ra coi sao. À, đó dễ thương nè. Đó, mua đi. Trời ơi. Có cái vỏ hồi nãy đẹp đó mà 300.000, 300.000 mà anh em mình nghe sao ra 30.000. Nó nói là chữ 3 thôi. 300.000 kiếp là 450.000 tiền Việt Nam. Nãy giờ là mới có thấy khăn là ấn tượng thôi nghe quý vị, chưa thấy cái gì ấn tượng nè. Có cái gì quà gì không, cái gì mua. Nhưng mà ở đây phải mua bằng gỗ mới đẹp đúng không anh? Ừ. Đồ khui bia. Cái này là thì đó, mấy cái áo này nè. Ừ. Quá làm. Ủa sao tự nhiên đây bán đặng ná nhiều vậy ta? Hả? À, nó có cái đặc trưng gì ở đây mà bán mấy cái đặng ná này nhiều quá. Ở này đồ cũ, này là đồ chi đa. Đó. Cái búa, cái rìu nè, dễ thương không? Ở cái chĩa ba nè, có mấy cái lạ quá anh ha. Mới có mấy cái lạ ghê. Rồi mấy con gà tượng Phật đẹp quá. Mấy đồng tiền mấy dòng, Lào. Dòng này dòng tay hả? Dòng tay. Mấy đồng tiền Lào. Mấy đồng tiền gỗ thủ công mỹ nghệ nè. Cái này giống mấy cái bình bát của mấy ông sư quá ha. Cái này đầm lên tới trên luôn nè, đầm ngang là thấy. Thấy không? Dù đẹp không? Nè là whisky nè. Rye whisky nè, rượu gạo nè anh. Ngộ ha, rồi mật ong của Lào nè. Dạ. Dạ. Chị ở đây lâu chưa? Ủa nói tiếng miền Trung hả? 20 năm rồi. Quá ha, gặp ngay người Huế luôn mới ghê chứ. Dạ, sống 20 năm ở đây luôn. Không có cái vỏ giống vậy. Vẽ kìa, người ta đang vẽ nè. Wow, cái con rồng đẹp quá thí. Con rồng đẹp quá kìa. Dĩ chi là 300.000 kiếp Lào. À, khoảng 500.000 tiền Việt Nam. Mua cho ba một món quà. Tôi đi du lịch ở đâu cũng mua quà về cho ba mẹ hết. Hôm nay ba mẹ già mệt rồi. Buổi chiều đi trên tàu bị mệt rồi, không đi chợ đêm được. Ông nó bán trái cây cho nó bán nước. Massage kìa. Nước mía nè anh. Nước mía thôi chứ. Nước dừa chưa? Uống nước dừa không? Uống thử dừa bên này coi. Đi. Vô uống dừa thử đi. Đây, coi bảng giá nè anh ơi. Đó, 15.000 thôi. À, rất ngon, 15-20.000. Ok. Cái gì nó làm
Nhiều khi làm ngon sao anh cứ để làm thử thôi. Nhiều khi là người ta bỏ đá bỏ đồ vô quậy lên, chứ người miền Tây vậy đó. Y chang người Việt Nam có khác gì đâu nè, thấy không? Nó chua, nó nước nhiều nó chua chứ nó không có ngọt. Thôi uống cho biết vừa lào thôi nha, chứ uống hết là này là tiêu à. Ban đêm là tối nay là khỏi ngủ luôn. Lạc nhách mà chua lè hả? Mua tặng mẹ cái quạt Make in Lào để mơi. Dạo này mình đi ở Lào là ngay gần Tết, mà Tết là cái khí hậu là nắng nhất, nóng nhất của nước Lào. Đó, đi mà có tháng 11 rồi mới mát, chứ bây giờ sắp Tết Lào là nóng lắm. Cho nên mua cái quạt cho mai mẹ già quạt. Có 30 ngàn kiếp thôi, là 50 ngàn tiền Việt Nam thôi. Cái này là body massage mà ghi tiếng Lào, bản giá tiếng Lào chứ không phải tiếng Việt, nên mình không biết là bao nhiêu. Cái này tiếng Lào thôi, mấy em bé Lào rất dễ thương. Và bây giờ tụi em qua bên hướng bên đây. Hướng bên đây là không phải ẩm thực, không phải mua đồ nữa, mà bên đây là khu ẩm thực. Chúng ta xem coi ẩm thực Lào có những món gì. Lào kitchen, mâm food, tum zum kìa. Tum zum không biết có giống bên Thái không à. Đó, ồ bia Lào kìa anh. Coi bia Lào kìa. Yeah. Đó. Mực nè, mực nướng nè. Khô này chắc khô con gì đây không biết. Cá với khô. Rồi đồ nướng nhìn không có hấp dẫn nha. Rồi cái cà nướng hay là con mực nướng vậy. Ồ cái cà nướng. Đi tới 10 giờ. Cái lẩu hấp dẫn mà nè. Đó, cái này mới là đặc sản nè, noodle nè, của Lào nè. Nè, noodle súp của Lan Phan nè. Điểm sắm nè, pom pom điểm sắm. Con vịt lộn kìa. Nghêu sò ốc hến. Wow. Gì đấy? À, nghêu sò ốc hến mực cua kẹ. Sao cái trứng nó màu hồng vậy? Đó, cái trứng mà nó màu hồng hả? Này là kem cuộn giống như Phú Quốc vậy đó quý vị. Đó, làm kem cuộn đi như Phú Quốc vậy đó. À, bánh chuối nổi tiếng trên Facebook nè, trên TikTok nè. Thấy cái bánh chuối này nổi tiếng nè. Đó. Ở trên TikTok có làm, không biết là nước nào. Trộn bơ nữa. Wow. Bỏ bơ vô, wow. Wow. Biểu diễn. Khu ăn uống này cũng rộng rãi nha quý vị, hấp dẫn nha. Nhưng mà nó đông vui thôi, chứ nãy giờ mình chưa thấy món ăn nào hấp dẫn mình bằng cái lẩu hồi đầu tiên. Ở đây ngộ lắm, cái thơm nó nhỏ chút xíu à. Cái thơm lọt ra cái bịch thơm nhỏ chút kìa nè quý vị, trái nhỏ vậy đó. Chưa tìm thấy món nào hấp dẫn. Đúng rồi, 3.000 đó. Sau đây nó không bật đèn flash là được ta. Rồi trả đi. Đây là cửa hàng bán đồ cũ. Cũ chứ không phải cổ nha. Tôi đeo mấy cái này thì dễ bị ra tan, nó bị ngứa. Đi vô trong kia coi mấy cái bình cổ có cái gì không kìa. Thôi, ngày xưa trong phim Như Ý Chuyện rồi đó, hậu cung Như Ý Chuyện rồi nè. Đó, đeo nhẫn của mấy bà phi thời xưa nè. Những vị thần, những vị Phật. Cũ ha, ngộ ha, một cái tiệm đồ cũ như thế này. Những cái bức tượng Phật cũ không. Hút thuốc Lào. Thần thánh tượng Phật. Xong, đã về đến khách sạn. Good night, chúc cả nhà một buổi tối ngủ ngon. Hành trình ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Ây da, buổi chiều mình chưa làm được gì hết. Thôi thì hẹn sáng mai. Sáng mai sẽ là rất là một cái chủ yếu là trong cái tập này là giới thiệu quý vị vào sáng mai. Là mình sẽ đi dọc cái đoạn đường chùa hồi chiều tường giới thiệu ở cơ chùa với Hoàng Cung đó quý vị. Là sẽ có gần hơn 200 sư đi khất thực vào buổi sáng, vào lúc 5:30 sáng đến 7 giờ. Ngày mai tôi sẽ quay cái đó cho quý vị xem nhé. Bây giờ thì good night, hẹn gặp lại vào sáng mai. 5:30 sáng đường rất là dài thưa quý vị, một đoạn đường rất là dài. Để gọi chúng em.
đang đến cái khu vực mà đoàn của mình đã chuẩn bị sẵn cho mình. Sáng hôm nay thì đoàn Cát Tường chỉ có 11 người tham gia thôi. Dạ. Để nhà con để hết đồ đấy, xong rồi nhà... mình có là xôi nè, bánh nè. À trời ơi, đó, có xôi. À. Thì đây là hoạt động hàng ngày của Cố Đô luôn không ăn luôn ạ. Hàng ngày đều sẽ diễn ra cái hoạt động này. Bởi vì các nhà sư sẽ phải ăn hàng ngày luôn ạ. Khi mà mình nhân xôi cho các nhà sư thì các cô mình cứ cắt một phần xôi lên. Nhỏ như thế này thôi nha. Nhỏ như thế này thôi. Bởi vì chúng ta không phải là cúng được nhiều xôi cho một nhà sư là mình được nhiều phước đâu ạ. Mà mình phải cúng được nhiều xôi cho nhiều nhà sư. Vậy nên là các cô mình chỉ cần lấy một phần xôi nhỏ như thế này thôi cho vào trong cái bình bát. Đặc biệt là các cô lưu ý là không được chạm vào cái bát của các sư và không được chạm vào các sư. Bởi vì nếu như các cô chạm vào các sư thì trong cái quá trình tu tập trong suốt thời gian qua là coi như bị bỏ, làm lại từ đầu. Các cô nhé, lưu ý giúp con nhé. Còn nếu như các cô mình có lòng, mình muốn cúng tiền, mình muốn cúng tiền thì các thầy sẽ có cái bên hông á, sẽ có cái túi bên hông. Các cô mình có thể bỏ tiền vào trong đó. Không bỏ tiền vào trong bát của chú nhé. Các nhà sư sẽ đi từ 11 ngôi chùa dọc theo cái con đường này hơn 200 nhà sư. Xong suốt con đường này luôn. Các cô mình thấy cái vỏ màu đen đằng kia không ạ? Đó, cái vỏ màu đen đó không phải là vỏ rác nha. Bởi vì theo quan điểm của Phật giáo Nam Tông thì nếu như người dân còn muốn cúng dường thì phải để cho họ cúng. Bởi vì đây là một cái công việc, ngoài cái việc mà để có cái thức ăn thì đó cũng là một cái công việc để giúp người dân hướng thiện, để người dân làm một cái việc tốt. Nếu như các bác của các sư đầy thì các sư sẽ bỏ bớt thức ăn vào trong những cái sọt đó. Các chị ở đây sẽ mang về chùa cho các sư. Mỗi một nhà sư đi thức thực về thì phần thức ăn đó sẽ chừng là 4 phần. Một phần là cho chính mình, một phần là cho các sư lớn tuổi và các sư không thể đi thức thực được. Một phần là cho những người dân khó khăn, những người cơ nhở, và một phần còn lại chính là do những cái súc sinh ở trong chùa. Yeah. Sư ở Lào là như thế này, mình cúng cái gì, nhà sư ăn cái đó. Và mỗi ngày chỉ ăn một lần trước lúc 12 giờ. Một ngày này họ phải đi 20 cây số. Không phải chỉ cho chùa ăn, cho sư ăn, mà cho rất nhiều các em bé, các người cơ nhỡ để ăn, cô chú ý chị nhé. Và như cô chú ý chị biết, sau khi mà cái âu xôi này hết sư rồi thì chúng ta hết âu xôi rồi, mình để trong ở âu xôi một nắm nhỏ, chia thành ba gì ạ, ba nhúm nhỏ. Mình để gốc cây, gốc nhà, cô chú nhá. Cây này tâm linh của người Lào, mình phải để chia, để phần lại ba nhúm nhỏ nhá, tuyệt đối không chia hết. Đấy, vì quan niệm của người Lào là ở trên cây gốc nhà đều có những cái linh hồn và bậc tối cao ở đấy, nhà mình tuyệt đối không chia hết nhá. Còn ai còn nhiều trong thì mình có thể, đấy là cái lộc của mình ăn, nhưng mà vẫn phải để ba phần nhỏ giùm em. Dạ cô, mình muốn bỏ bánh cũng được mà mình muốn bỏ sơ cũng được dạ. Ngày nào cũng phải đi và toàn bộ đi chân trần, mỗi ngày đi 20 cây số. Và cái tu ở Lào đấy thì không phải không bắt buộc, cô chú chị nhá, không bắt buộc. Và tu ít nhất người ít nhất là 3 tháng. Sau đấy có những người có cái căn cái duyên của nhà Phật và lúc đó thì người ta đi làm sư luôn. Chứ còn đi tu ở Lào là gì? Là tùy tâm. Và người ta đi rất tự nguyện. Và trong cuộc đời của con người Lào á, ở Lào thì thế này, chủ yếu là nam đi tu, còn nữ là không. Cho nên cô chú thấy đó,
Và trong suốt cuộc đời của người Lào ấy, là gì? Khi lớn lên, bé lớn lên và mất đi thì có một lần phải đi tu. Cái quan trọng của người Lào đấy, khi mà gì đến và đi lên tuổi trưởng thành, đi lên vợ, thì cái điều đầu tiên người ta cũng hỏi là gì? Nhà có nhiều tiền, con ông này bà khác, mà người ta hỏi câu đầu tiên là con đã đi tu chưa? Đấy. Và nếu mà đi tu thì có một cái giấy chứng nhận nhé. Đại học chưa chắc người ta đã cần, nhưng người Lào đã đi tu thì người ta cần cái giấy chứng nhận. Và khi mà có sư đại sư đã chấm vào thì đó là phúc đức đầy mình. Và người Lào quan trọng nhất là trong đời người. Và khi đó vào lấy vợ rất là bình thường. Nhưng mà nhiều người hỏi thế là nếu mà không đi tu thì có lấy được vợ không? Vẫn lấy được. Nhưng người ta bảo lấy xong vẫn phải tiếp tục đi tu. Hoặc là gì? Trong gia đình của bố mẹ, đây là quan hệ mẫu hệ mà, người ta cũng có vừa lòng vừa ý. Cho nên đi tu ở Lào là rất là quan trọng của chú em. 700 năm vẫn là những bước chân. Và bây giờ là cố đô vẫn thế. Toàn bộ khu vực của cố đô Lũng Vang, nội thì có 12 chùa, 11 chùa, ngoại thì có 24 chùa. Tổng cộng đây có 33 chùa. Đấy là cái nét đẹp, cho nên cô chú hôm nay đi để chúng ta chứng kiến, khám phá cái nét đẹp của Lào, đặc biệt là cúng dường cho sư. Mở tiệc tải và thông báo cho cả làng là con trai tôi đi tu, rất là tự hào nha. Là con trai tôi đi tu, họ sẽ thông báo cho cả làng, mời cả làng lên đãi. Sau đó thì sẽ được rước kiệu. Một nhà sư mà một xuất gia sẽ được rước kiệu từ nhà đi đến chùa, có người khiêng nha cô chú. Được rước kiệu chứ không phải tự mình đi nha. Thì sau khi đến chùa thì bắt đầu các nhà sư sẽ đầu tiên là sẽ có ông bà cha mẹ cắt cho mình những cái phần tóc đầu tiên. Đó, thì lúc mà cắt thì nói là con yên tâm đi. Lúc mà con đi tu á thì ở nhà này á ba mẹ có người lo rồi. Con cứ yên tâm mà tu tập. Đó. Sau đó là bắt đầu đến sau đó là ba mẹ nè, sau đó là đến cái người tiếp theo đây. Ông bà cha mẹ rồi bắt đầu tới cô chị em bác. Dạ đúng rồi, ông cô họ hàng, mỗi một người được nhắm. Cứ cắt hết à, cắt hết. Thôi bố, con cứ yên tâm, tu tập đi. Ở nhà có người lo rồi. Sau rồi thì đến người yêu, anh em cũng vào cắt luôn. Thì anh cứ đi đi. Ở nhà lúc mà anh đi tu á, thì ở nhà em sẽ lo phần công việc của anh. Anh không cần phải lo lắng gì hết, anh cứ lo tu tập đi. Sau đó thì tới người yêu. Người yêu cũng vô luôn. Anh cứ đi đi. Mỗi ngày em sẽ cúng dường cho anh. Mỗi ngày em sẽ cúng dường cho anh. Sau đó tới bạn bè đó, thì cũng vô cách, mày cứ đi đi, ở nhà bồ mày tao lo rồi. Sau đó thì còn lại bao nhiêu tóc á, còn lại là các nhà sư sẽ làm hết, rồi anh ấy đi tu. Thì không có giới hạn, không cũng không có cái quy định nào là mình sẽ tu bao lâu hết. Nếu như mà các cô thường thường á thì giới trẻ bây giờ họ sẽ tu khoảng 3 ngày 7 ngày thôi. Như mình chừa lại như vậy là đã xong một buổi sáng, để quý vị thấy là một cái công việc mà được duy trì 700 năm nay ở cố đô này rất là tuyệt vời.
mà ở Lào thì cũng chỉ có ở Cố Đô. Không biết hồi nãy mấy anh hướng dẫn viên chia sẻ thì mọi người có nghe rõ hay không, tại vì micro thì tường gắn nhưng mà mấy anh nó nói thì không biết có thu rõ hay không. Một lát tường nghe lại thì mình cảm thấy là rất là vui vẻ trong buổi sáng ngày hôm nay, như vậy là thoải mái, mà hy vọng rằng cái tập tục này vẫn duy trì như vậy rất là tốt. Tại vì những cái đồ ăn này thì không phải là các sư trong chùa ăn không, mà còn được chia ra làm nhiều phần, các sư rồi ủng hộ cho những người nghèo, rồi mua gọi là súc vật ở trong chùa nữa, tới 4 phần mà nãy giờ mình mới nó có 3, các sư, người nghèo, thập phương nữa hả? Thập phương, những người bả tạnh mà coi như bên Việt Nam ăn cơm chùa mà phải từ nấu còn ở đây thì như vậy thì thấy rất là vui. Rồi, và bây giờ thì đã gần 7 giờ sáng, đoàn của chúng em đi về lại khách sạn để ăn sáng và chuẩn bị một cái hành trình tham quan của ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình cúng viếng cho các nhà sư sáng hôm nay nha. Mình thấy ở cái phố cổ của Luông Pha Băng này nó cũng có cái nét giống như phố cổ Hội An quý vị. Nhưng mà theo như Tường là đường phố nó rộng hơn, nhưng mà nó không đẹp bằng phố cổ Hội An nha cả nhà nha. Đây là ý kiến riêng của Tường, là Tường thấy như vậy. Mặc dù là nó cũng rất đẹp, nó rất thanh bình, nhưng nó có nét đặc sắc, nhưng mà so với phố cổ Hội An thì Tường thấy không đẹp bằng. Đã quên, tôi quên trả khăn, tôi định mang khăn về làm kỷ niệm và tôi bị đi theo đòi cái khăn trên cổ. Dạ em không có ý gì đâu ạ, em quên thôi ạ. Đòi tiếng Lào em không biết hả? Xôi để nãy giờ hơi khô nha, vậy là mấy sư ăn hơi cứng à. Bóp ra lại hết rồi. Bóp hả? Nếu mà mùa nóng thì còn được nha, nhưng nếu mùa lạnh á là về là phải hấp lại chứ không thôi cứng lắm mấy sư ăn không được. Kiểu cũng cô ấy đi bán những con chim phóng sinh, những con chim mà đậu trong lòng nhỏ vậy sao nó sống nổi trời. Cái phong tây cái hotel của người ta. Đây đường phố cổ, nhà hàng Special Chip. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.